tài nhưng không đủ đẹp, đừng mong dễ dàng nổi tiếng. Quý vị và các bạn thân mến, ngoại hình xấu không phải cái tội, nhưng lại là nỗi lo của không ít người ở thế giới bình thường. Thậm chí nhiều người còn cho rằng nếu mình đẹp hơn thì có lẽ cuộc sống đã ưu ái hơn, mọi người chú ý và yêu mến mình hơn. Còn ở thế giới giải trí, nơi mà yếu tố thẩm mỹ, nghệ thuật luôn được đặt lên hàng đầu, có thể khẳng định ngoại hình là yếu tố quan trọng, góp phần tạo nên sức hút, độ nổi tiếng, thành công của nghệ sĩ. Hoàng Tôn tuy là nam giới, không nằm trong giới mà người ta vẫn hay gọi là phái đẹp, nhưng mới đây cũng quyết định phẫu thuật, cũng chỉ vì bị đồng nghiệp chê bai vì sức cạnh tranh quá lớn của làng giải trí. Anh sẵn sàng chịu đau và có thể phải chịu cả biến chứng để có được ngoại hình mới, bắt mắt, cuốn hút hơn. Và khi được hỏi về lý do, Hoàng Tôn trả lời: "Thật ra, nếu tôi không hoạt động trong showbiz, tôi cũng không quan tâm nhiều đến ngoại hình. Vì tính tôi tương đối đơn giản, thích những gì đến từ bên trong nhiều hơn. Nhưng ở showbiz, khoảng 2-3 năm, tôi nhận thấy thị trường cạnh tranh rất khốc liệt. Nếu mình không đẹp hay giỏi lên từng ngày, mình dễ bị tụt hậu. Tôi vẫn thường nghe đồng nghiệp bàn tán về ngoại hình của mình, dĩ nhiên không ai nói trước mặt. Nhiều người cũng thay đổi để tốt hơn, điều đó không xấu để mọi người phải làm ầm ĩ lên." Hãy nhìn Sơn Tùng MTP, Noo Phước Thịnh, Isaac, họ đều là những nam ca sĩ nổi tiếng nhất nhì V-pop hiện nay. Và ngoài giọng hát, cả ba còn có điểm chung là ngoại hình điển trai, giúp họ không ít lần được truyền thông, người hâm mộ ca ngợi là soái ca, cùng phong cách trẻ trung dễ thu hút giới trẻ. Monster, Unify là hai nhóm nhạc nam mới ra mắt và cả hai đều có những thành viên vô cùng điển trai. Trong đó, Unify không được đánh giá cao về chất giọng, nhưng với ngoại hình sáng sân khấu, học trò ông Cao Thắng, Đông Nhi vẫn nhanh chóng sở hữu lượng fan lớn. Sao nam đã vậy, với nghệ sĩ nữ, vẻ đẹp lại càng quan trọng hơn bao giờ hết, giúp họ trở nên cuốn hút trên thảm đỏ dưới ánh đèn sân khấu. Bởi thế, không riêng Hoàng Tôn, rất nhiều ngôi sao khác ở showbiz Việt cũng bị nghi đã chọn biện pháp phẫu thuật thẩm mỹ để nâng cấp ngoại hình, điển hình như trường hợp Angela Phương Trinh, Thủy Tiên, Văn Mai Hương. Và quả thực, sau khi có được ngoại hình như ý muốn, Thủy Tiên, Văn Mai Hương mỗi lần xuất hiện trong sự kiện, MV, sân khấu đều nhận được nhiều lời khen ngợi hơn về nhan sắc. Harry Won là một bằng chứng khác cho thấy sức mạnh của ngoại hình. So với nhiều ca sĩ Việt khác, Harry Won hát không quá hay, thậm chí nói tiếng Việt chưa sỏi và cũng dính không ít lùm xùm. Nhưng với gương mặt trẻ trung, xinh đẹp, cùng tính cách đáng yêu, người yêu Trấn Thành vẫn là thần tượng vạn người mê trong lòng fan Việt. Giờ đây, Harry Won đã là ca sĩ có lượng fan lớn, không những vậy còn tham gia đóng phim, làm MC và cả giám khảo. Đương nhiên, ở Việt Nam vẫn có những nghệ sĩ đi bằng tài năng thực sự thay vì ngoại hình. Và kể cả khi có bề ngoài xấu xí, người nghệ sĩ vẫn được tôn trọng chứ không trở thành tội đồ như ở làng giải trí Hàn Quốc. Ở làng nhạc K-pop, ngoại hình thậm chí đã trở thành yếu tố hàng đầu để các thần tượng được ra mắt, nhất là trường hợp các nhóm nhạc. Twice bị chỉ trích là không có nổi một giọng hát nổi bật nào. Vũ đạo và rapper của nhóm hoàn toàn lép vế so với nhiều bạn bè đồng trang lứa. Nhưng cư dân mạng chê cứ chê, với ngoại hình xinh đẹp cùng âm nhạc bắt tai, Twice vẫn đang thống trị cả làng nhạc Hàn với vô số kỷ lục về mảng digital, lượt xem YouTube lẫn lượng album bán ra. Tuy GFRIEND cũng là một nhóm nhạc rất nổi tiếng, nhưng trái ngược với Twice, GFRIEND bị gắn liền với biệt danh nhóm nhạc xấu đều. Thậm chí em út Umji còn luôn trở thành đề tài bàn luận sôi nổi trên mạng vì nhan sắc quá tầm thường để trở thành một thần tượng. Trên các công cụ tìm kiếm, tên của cô nàng còn gắn luôn với từ xấu. Bị chê bai quá nhiều về ngoại hình, Umji khi tham gia sự kiện thậm chí đã tránh nhìn thẳng về hướng khán giả bằng cách để mái tóc che phủ hầu hết gương mặt của mình. Chưa kể trong suốt màn trình diễn, cô thường xuyên cúi gằm. Với Sistar, giọng hát là thế mạnh và ngược lại ngoại hình là hạn chế. Luôn đứng đầu các bảng xếp hạng âm nhạc mỗi khi có ca khúc mới. Thế nhưng, ngoại hình kém thu hút khiến các cô gái không có lượng fan đông đảo, dẫn đến lượng album bán ra thua kém ngay cả đàn em và nhóm chẳng thể lôi kéo được hơn 3.000 fan tới concert của mình. Ở Việt Nam, Trung Quân Idol có vô số bản hit đình đám, giọng hát, tài năng của nam ca sĩ là điều không thể phủ nhận. Tuy nhiên, nếu để so lượng fan, những lời mời tham gia sự kiện với những ca sĩ có ngoại hình sáng hơn như Sơn Tùng, Isaac, Noo Phước Thịnh, Trung Quân Idol có lẽ không phải là đối thủ. Trung Quân Idol còn may mắn được chú ý vì có một số ca khúc trở thành hit, trong khi không ít giọng ca khác, tài năng có thừa nhưng khiêm tốn ngoại hình phải chật vật trong việc tìm cho mình một chỗ đứng. Nói chung, dù việc khách hàng nếu thiếu đi ngoại hình tốt hay một bề đỡ vững chắc, trong khi âm nhạc ngày càng bão hòa, cạnh tranh khốc liệt, ca sĩ dù tài năng cũng khó tồn tại, chưa nói đến việc nổi tiếng, có lượng fan lớn, xuất hiện liên tục trong các sự kiện.
Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng từng thẳng thắn chia sẻ, anh không tin vào việc một ca sĩ không có ngoại hình sẽ làm nên chuyện ở showbiz Việt. Nếu người hâm mộ quyết định thay đổi gu nghe nhạc, không quan trọng về phần nhìn nữa, Đức Phúc sẽ dễ thở hơn. Còn nếu muốn cả hai đã có Sơn Tùng, Isaac, Noo Phước Thịnh, không chỉ gái mà trai cũng phải thích. Muôn đời nay, một nghệ sĩ đi hát diện mạo phải thân thiện với môi trường. Đó là lý do vì sao Thanh phải đi với sắc. Người đẹp đi đâu cũng dễ thành công hơn so với người khác.